Việt Nam chỉ nên dùng cầu thủ nhập tịch như giải pháp tình thế. Chuyên gia Đoàn Minh Sương và BZ1 ủng hộ đội tuyển Việt Nam gọi cầu thủ nhập tịch như là giải pháp tình thế, còn gốc rễ phải đầu tư vào đồng bộ hệ thống bóng đá trong nước. Bóng đá Việt Nam đang có số lượng cầu thủ Việt kiều về thi đấu ngày càng đông. Khi liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thay đổi giới hạn cầu thủ gốc Việt châu Âu quốc tịch ở V-League và giải hạng nhất. Bên cạnh đó, VFF cũng nhắm đến gọi cầu thủ không có gốc gác như Rafael Elson hay còn gọi là Nguyễn Sơn Son lên tuyển. Trong khi dư luận còn tranh cãi Son hiện khoác áo đương kim vô địch V-League Nam Định và giữ kỷ lục ghi 31 bàn một mùa ở V-League mùa giải 2023-2024. Tôi ủng hộ cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nói, đó là xu hướng toàn cầu và chúng ta quan tâm phát triển cũng hợp lý. Ông Sương chỉ ra những nền bóng đá hàng đầu thế giới đều có chính sách nhập tịch. Trong chiến lược vô địch World Cup, Pháp có tìm kiếm những cầu thủ gốc Phi để đào tạo từ nhỏ. Một nước Đông Á như Nhật Bản cũng dùng cầu thủ nhập tịch, chủ yếu gốc Brazil, từ những năm 90 của thế kỷ 20. Nổi bật là Rui Ramos Wagner Lopez rồi đến anh Alessandro Santos. Với cầu thủ không có gốc gác, ông cho rằng VFF cần chọn lọc kỹ với số lượng hạn chế để chơi ở vị trí mà đội tuyển đang thiếu hoặc yếu. Nhưng cầu thủ này cùng Việt Kiều phải được hỗ trợ để hòa nhập với văn hóa và con người bản địa. Chuyên gia BZ One thì đề xuất VFF nghiên cứu kỹ vấn đề nhập tịch từ giai đoạn một số cầu thủ không gốc gác được lên đội tuyển giai đoạn 2008-2009. Đến bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc và Indonesia, cầu thủ nhập tịch phải có trình độ tốt hơn đáng kể so với người bản địa phải được thi đấu trên nền tảng bóng đá tiên tiến ở châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc để tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, luật nhập tịch Việt Nam buộc cầu thủ phải đến Việt Nam thi đấu mới có thể hoàn tất thủ tục. Ông B nói, sau khi nhận quốc tịch, cầu thủ có thể tiếp tục ra nước ngoài thi đấu vì chất lượng V-League không thể giúp họ giữ đẳng cấp cao. Với một nhóm cầu thủ đặc biệt, VFF cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ đội tuyển quốc gia dùng cầu thủ nhập tịch. Nhưng cả hai chuyên gia đều cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế, đội tuyển muốn mạnh lên một cách bền vững còn phải giải quyết nhiều yếu tố trong đó chân đế là phát triển cơ sở vật chất và đào tạo trẻ. VFF và các câu lạc bộ phải phối hợp để nâng cao chất lượng đào tạo trẻ lên chuẩn cao hơn. Ông Sương cho hay, đào tạo trẻ hiện nay là phục vụ cho V-League và đội tuyển, chứ không phải là để cầu thủ có thể thi đấu ở nước ngoài. Dân chứng được ông đưa ra là các cầu thủ Việt Nam hầu hết đều không có chỗ đứng khi thi đấu ở câu lạc bộ nước ngoài. Ngoài ra, đội tuyển quốc gia hội quân đúng lịch FIFA đây, với chỉ từ 4 đến 5 ngày chuẩn bị ngay lập tức bộc lộ nhiều thiếu sót về cả thể lực và chiến thuật. Ông Sương lý giải rằng, huấn luyện viên trưởng đã mất hai ngày đầu để tập trung vào đánh giá thể lực bộ cầu thủ phải thích nghi ngay nhưng do nền tảng huấn luyện và chăm sóc y tế ở câu lạc bộ không tốt khiến công tác gặp khó khăn điều này phần nào khiến đội tuyển thời huấn luyện viên bắc hăng seo yêu cầu tập trung sớm và dài để có thêm thời gian chuẩn bị nhưng lại xung đột lợi ích với câu lạc bộ chuyên gia này nói các câu lạc bộ việt nam sống thoi thóp vì không làm ra tiền họ hầu hết chuyển từ trạng thái dùng tiền ngân sách nhà nước sang dùng tiền của ông bầu đấy không phải là bản chất của bóng đá chuyên nghiệp nhắc đến mục tiêu vào top 10 châu á vào năm 2030 của vff Ông Sương cho rằng cần có một kế hoạch rất chi tiết, nhưng thực tế còn nhiều bất cập. Ông so sánh với một dự án vô địch World Cup 2034 của Liên đoàn bóng đá Đức, trong đó có kế hoạch xây dựng 5 sân bóng, mỗi sân cách nhau 10 km để tất cả các trẻ em được tiếp cận với bóng đá. Trong khi đó, sau hơn 20 năm lên chuyên, không có câu lạc bộ nào ở Việt Nam sở hữu một sân thi đấu riêng. Anh Viên, tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho bơi lội nước nhà. 3 năm sau giải nghệ, anh Viên tìm thấy niềm vui từ việc dạy bơi khẳng định tiếp tục công hiến cho thể thao nước nhà với vai trò mới. Đó là chia sẻ của cựu kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên. Ánh Viên thường xuyên xuất hiện với vai trò giáo viên dạy bơi cùng các em nhỏ. Cựu vận động viên cho rằng lý do xuất phát từ ước mơ của bản thân và mọi việc bắt đầu kể từ khi giải nghệ. Nhớ lại thời điểm 2021, Ánh Viên nói quyết định viết đơn xin không tập trung đội tuyển quốc gia và ra từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao không hề dễ dàng. Cô đã mất khoảng 2 năm để cân nhắc. Trong suốt thời gian này, tiểu tiên cá nhận được động viên không ngừng từ các thầy cô và lãnh đạo đội tuyển về việc xem xét có nên nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả và hành trình vừa qua, tôi nghĩ đó là lúc phù hợp để dừng lại. Cô nói, từ cuối năm 2019, do ảnh hưởng Covid-19, không được đi tập huấn nước ngoài và thi đấu quốc tế để cọ sát, anh viết không đạt được thành tích như kỳ vọng. Cô thất bại so với chính mình ở Olympic Tokyo 2020. Nếu có cơ hội quay lại năm 2019, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Nhưng tất cả đã qua, giờ đây tôi thấy mình ổn, cô nói. Dù có tiếc nuối về những năm trước, phiên coi đó là những bài học quý giá. Vượt qua những năm trông tranh sau giải nghệ, nước Kính ngư nhanh chóng ổn định tinh thần và bắt đầu một hành trình mới. Hành trình trở thành giáo viên dạy bơi, chuyên cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đây là cơ hội để tôi tiếp tục cống hiến, nữ vận động viên khẳng định. Lý giải về quyết định này, Viên cho biết, định hướng trong tương lai trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhưng hiện tại chưa có đủ điều kiện để làm điều đó. Cô chọn cách bắt đầu với những em nhỏ ở trung tâm dạy bơi. Việc dạy bơi không chỉ giúp các em học được kỹ năng sinh tồn, mà còn mang đến cho tôi niềm hạnh phúc và động lực mới. Tôi tin mình có thể tìm ra tài năng bơi lội cho thể thao nước nhà qua các lớp học anh viên chia sẻ dù rời đường đua xanh nhưng giá trị và bài học trong suốt 10 năm thay đổi sự nghiệp thể thao vẫn tiếp tục được ánh viên phát huy thông qua công việc này hiện tại ngoài giờ dạy khi quỳnh ngư dành thời gian tìm tòi các sản phẩm phụ kiện như quần áo kính đạt chất lượng tư vấn và cung cấp cho cộng đồng mục tiêu của anh viên trong tương lai là mở một trung tâm đào tạo tài năng bơi lội và tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mong rằng từ đây đến đó công việc thuận lợi tôi có thêm kinh phí để thực hiện kế hoạch này anh viên nói bên cạnh những chia sẻ về công việc dạy bơi và định hướng trong tương lai Tại sống vươn đỉnh, anh Viên cùng chương trình cũng nhìn lại hành trình 10 năm thi đấu. Từ lần đầu vươn ra đấu trường châu lục tại SEA Games 23 năm 2011 ở Indonesia cho đến kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp tại Tokyo năm 2021. Trong 10 năm, anh Viên chạm đến không ít đỉnh vinh quang với khoảng 150 huy chương các loại trước khi giải nghệ. Trong đó có năm huy chương vàng ở đấu trường SEA Games, bên cạnh một số huy chương bạc và một số huy chương đồng châu Á, hai huy chương đồng ASEAN, huy chương vàng Olympic trẻ, huy chương vàng Đại hội thể thao quân sự thế giới, huy chương bạc World Cup. Đây là nước kỳ ngư từng thống trị các đường đua xanh trong nước và khu vực Đông Nam Á, trở thành vận động viên duy nhất của Việt Nam dự ba kỳ Olympic liên tiếp. Suốt 10 năm thi đấu, anh Viên đã trở thành một tượng đài của thể thao nước nhà. Thành quả này có được là nhờ vào quá trình rèn luyện kỷ luật, cùng với đó là sự hy sinh. Trong những năm tháng còn thi đấu, mỗi năm cô chỉ có 7 ngày phép, mỗi tuần chỉ được nói chuyện điện thoại với bố mẹ nửa tiếng, không được sử dụng điện thoại, sử dụng Facebook hay trang điểm, sơn móng tay. Thể thao Việt Nam cần sự phát triển toàn diện tại diễn đàn kinh tế thể thao việt nam vừa qua ông đặng hà việt cục trưởng cục thể dục thể thao nhận được câu hỏi ông đánh giá như thế nào về vai trò của các liên đoàn khi hội thể thao quốc gia trong việc thu hút quan tâm đầu tư của xã hội thông qua các hoạt động thể thao thành tích cao thể thao chuyên nghiệp và thể thao phong trào để phát triển tương đối cân bằng cả ba loại hình thể thao trên giúp thu hút sự quan tâm đầu tư của xã hội thì cục thể dục thể thao và các liên đoàn hội thể thao quốc gia cần có sự định hướng phối hợp và triển khai như thế nào câu hỏi được đặt ra đúng thời điểm và bối cảnh chung của thể thao việt nam hiện tại thể thao việt nam vẫn đang sống dựa vào ngân sách nhà nước mức độ xã hội hóa chưa cao việc kêu gọi nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà tài trợ gặp nhiều khó khăn vì những yếu tố khách quan lẫn chủ quan một trong những nguyên nhân đó đến từ thành tích và chuyên môn lúc này ngoại trừ sea games thể thao việt nam chưa có thành tích tốt tại đấu trường asean và olympic ngoài ra việc phân biệt và tập trung đầu tư cho từng loại hình thể thao cần được chú trọng ông đặng hà việt cho biết quan hệ giữa ngành thể thao và các nhà tài trợ doanh nghiệp là mối quan hệ hữu cơ nếu liên đoàn, hiệp hội nào cũng có thể triển khai trên cơ sở mối quan hệ đó là điều tốt cho sự phát triển của thể thao Việt Nam về thể thao chuyên nghiệp chúng ta đang có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu theo mô hình đang vận hành của quốc tế như v league mma hay là billiards ngoài hoạt động thi đấu trên sân cần chú trọng hơn về kinh doanh hình ảnh sự quan tâm của người hâm mộ và tập trung cho đối tượng nào để phát triển ví dụ giới trẻ thích môn thể thao nào thì chơi môn thể thao đó kéo theo gia đình cùng xem Thể thao chuyên nghiệp được ví như đầu kéo để đưa môn thể thao đó đến gần hơn với người dân, dẫn tới phong trào thể thao phát triển. Khi phong trào phát triển thì các điều kiện về kinh doanh, xã hội hóa cũng phát triển theo. Từ đó, đời sống của vận động viên được đảm bảo, họ có thêm việc làm sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, ông Việt cũng chỉ ra điểm bất cập khi thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao cần sự tách bạch cũng như phối hợp nhịp nhàng. Cục trưởng Cục thể dục thể thao nhấn mạnh, các liên đoàn, hiệp hội không giống nhau, dưới góc độ quản lý nhà nước cũng như triển khai văn bản pháp luật cần có sự điều phối của lãnh đạo. Ví dụ, Liên đoàn Quyền Anh nếu phát triển thể thao chuyên nghiệp thì thể thao thành tích cao có phát triển song song không? Luật Quyền Anh ở SEA Games, giải vô địch châu Á hai các giải đấu chuyên nghiệp có sự khác nhau? Liên đoàn muốn tạo nguồn thu thì phải tổ chức các hoạt động chuyên nghiệp, vận hành theo cơ chế thị trường, lãnh đạo ngành sẽ tạo điều kiện, nhưng việc này ảnh hưởng đến khía cạnh nào đó của thể thao thành tích cao, đó là bất cập. Ông Việt nói thêm, câu chuyện từ chính liên đoàn Điền Kinh cho thấy rõ điều này, mỗi năm có khoảng 65 giải marathon, rất nhiều vận động viên cự ly trung bình xin lãnh đạo tham dự vừa rèn luyện vừa kiếm tiền nhưng dưới góc độ của khoa học một vận động viên cự ly trung bình không thể chạy cự ly dài ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn khi thi đấu thành tích cao chúng ta cần phải ban hành quy chế mới các vận động viên thi đấu thành tích cao cần phải có đại ngội cao không thì các em chỉ muốn thi đấu chuyên nghiệp kiếm tiền mỗi liên đoàn đều có đặc thù riêng về các loại hình thể thao phong trào thành tích cao và chuyên nghiệp do đó vai trò điều phối của liên đoàn phải có sự điều chỉnh tính toán để có sự hài hòa tạo động lực và làm nền tảng phát triển vướng mắc trong việc thực hiện xã hội hóa thể thao Việt Nam. Mỗi năm, thể thao Việt Nam cần tham dự ít nhất 700 giải trong tổng số 2.500 giải đấu được tổ chức. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo cho việc tham dự 170 giải, tức là chưa tới 1 phần tư giải cần thi đấu. Năm 2023, ngân sách nhà nước cấp khoảng 900 tỷ đồng cho thể thao. Nhìn chung, bức tranh thể thao Việt Nam đang rất khó khăn. Do đó, nhu cầu xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, các cá nhân là cần thiết. Hiện tại, mức độ xã hội hóa thể thao Việt Nam chưa cao, khi đa phần các liên đoàn hiệp hội chưa làm tốt điều này. Tại diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt, cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết, quá trình thực hiện xã hội hóa ngành thể thao có cả thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi là trong nhiều năm qua, các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách đều nhắc đến xã hội hóa thể thao. Thứ hai là sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, sự quan tâm của người dân với thể thao ngày càng lớn. Đây là ngành nghề có thể kinh doanh, tạo dụng thương hiệu. Việc đầu tư và công tác tổ chức hoạt động sự kiện thu hút rất nhiều doanh nghiệp. Ông Việt cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc khiến thể thao Việt Nam gặp khó khăn trong việc kêu gọi nguồn xã hội hóa liên quan đến việc thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư để khai liên doanh liên kết. Chẳng hạn như vấn đề tiền thưởng, các đơn vị công ty tặng tiền thưởng cho vận động viên vẫn bị trừ vào thuế thu nhập, cũng là một phần rào cản trong việc xã hội hóa. Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, chưa năng động kêu gọi, chưa tạo ra được sự kiện, giá trị của bản thân để thu hút nguồn tài trợ. Chỉ một số liên đoàn kêu gọi được nguồn xã hội hóa trong đào tạo, tuyển chọn vận động viên thi đấu nước ngoài. Còn lại, đa phần các liên đoàn chỉ dừng ở mức kêu gọi nguồn xã hội hóa cho một vài hoạt động tổ chức sự kiện nhỏ lẻ. Cục trưởng Cục thể dục thể thao nói thêm, một thực tế khác, muốn kêu gọi nguồn xã hội hóa thì chuyên môn và thành tích thể thao của Việt Nam cần được đảm bảo. Tuy nhiên, ngoại trừ SEA Games, chúng ta chưa có được thành tích tốt tại các đấu trường lớn như ASEAN hay là Olympic. Bên cạnh đó, yếu tố chuyên môn, những hình ảnh, những câu chuyện gây ảnh hưởng xấu khiến dư luận bức xúc cần phải xử lý nghiêm, dần dần dẹp bỏ. Muốn được vậy, vẫn là câu chuyện giải quyết vấn đề thu nhập cho huấn luyện viên, vận động viên, đảm bảo rằng Họ chỉ việc tận tâm với công việc của mình. Thể thao chuyên nghiệp được ví như đầu kéo để đưa môn thể thao đó đến gần hơn người dân, dẫn tới phong trào thể thao phát triển. Khi phong trào phát triển, thì các điều kiện liên quan đến kinh doanh, xã hội hóa cũng phát triển. Từ đó, đời sống các vận động viên sẽ đảm bảo, họ có thêm việc làm sau khi giải nghệ. Ngoài ra, đây sẽ là điều kiện để tuyển chọn vận động viên khi đấu thành tích cao. Ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.